Ok, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay là cuối tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chuỗi series liên quan đến phân tích và xem báo cáo tài chính xem như nào các bạn nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi trả lời cho bạn câu hỏi của bạn Phương Trần. Bạn ấy có yêu cầu mình định giá và phân tích cổ phiếu TVN. À, cổ phiếu này là cổ phiếu thép à? Ok, có lẽ đây là một cổ phiếu ngành thép các bạn à, mình cũng chưa xem qua. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem về góc độ phân tích kỹ thuật một chút cho cổ phiếu này xem như nào các bạn nhé. Về góc độ phân tích kỹ thuật chúng ta nhìn về góc độ phân tích kỹ thuật nói chung như này. Thì đây là một cổ phiếu bây giờ đang vào cái trạng thái uptrend đúng không ạ? Uptrend rất là đẹp, xu hướng đi lên rất là đẹp. Đây là cái đầu tiên mà đập vào mắt chúng ta đã thấy cái trạng thái tích cực rồi. Một cái nữa là trong nhóm ngành thép như này. Trong tất cả những cái cổ phiếu nằm trong nhóm ngành thép, ví dụ như HSG, HPG thậm chí là Nam Kim các kiểu thì bây giờ cũng đang được hưởng ứng nói chung là một số những cái thông tin về góc độ từ đầu tư công các kiểu nó là vật liệu nguyên vật liệu xây dựng mà thì đó là những cái trạng thái nó tích cực và hoàn toàn tích cực thì những cái cổ phiếu nằm trong nhóm ngành thép ấy thì mà nó nhỏ nhỏ như này đúng không ạ được gọi là nó cổ, nhóm ngành thép nhỏ cổ phiếu thép nhỏ thì các bạn thấy nên nó đều tăng khá là đẹp nằm cùng trong nhóm ngành thép nhưng mà cái sự ảnh hưởng nhiều ấy thì ảnh hưởng cái tiêu cực nhiều ấy thì nó lại là một số những cái cổ phiếu lớn ví dụ như là hbg này hoặc là hsg các kiểu và các bạn thấy ấy, thậm chí là chúng ta nhìn còn nó còn không 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 có đẹp bạn không có đẹp vàng nhưng mà cái mà ngược lại ví dụ như nam kim các kiểu chúng ta đều thấy là nó đang một cái có xu hướng nó gọi uptrend nó rõ ràng, rõ ràng hơn một chút bạn chúng ta còn không có cái cảm giác của sợ sợ như thế nào hay là cổ phiếu tvn chúng ta thấy nhìn thấy là nó có uptrend đẹp như này và các bạn thấy là đang có hỗ trợ rất là đẹp và chúng ta thấy là đang cái một cái rất là rất là vững ở cái hỗ trợ đường mây này, và cái mây xanh này, này, chúng ta thấy là xuống chạm mây nó lại bật lên, xuống chạm mây lại bật lên, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là nó cũng khá là ok, các bạn. cái về góc độ phân tích kỹ thuật khá là ổn. À, đây là mây không phải là mây Ichimoku nữa nha, mà cái mây mà đặc biệt được chế bởi Trend Plus các bạn nhé. và còn hiện tại của nó thì như thế nào, các bạn thấy là về đánh giá cái tình trạng cái cái xu hướng của nó thì uptrend nó đẹp rồi Còn cái hiện tại của nó này Nó đang có một cái hỗ trợ ở đây Đó chính là nó vượt khỏi cái vùng đỉnh Đây chính là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này Và thậm chí là nó đang có cái hỗ trợ ngắn hạn nhất Đó là đường hỗ trợ MA20 Và các bạn thấy khi nó xuống cái chạm MA20 Thậm chí là nó thì cắt MA20 một chút thôi Nó cũng đã có sự bật lên rồi Đây Các bạn thấy không ạ? Khi nó về MA20 một chút Nó lại bật lên và MA20 một chút nó lại bật lên. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là đường hỗ trợ MA20 thật sự là khá là nhạy với cổ phiếu này và hiện tại nó đang ở cái vùng loanh quanh ở vùng hỗ trợ và cái vùng hỗ trợ khá là cứng với cái cổ phiếu này đâu đó là 18 cho đến 19 nhá. Đó, đấy là cổ đấy là cái vùng hỗ trợ đẹp. Về góc độ phân tích kỹ thuật không có gì phải bàn cổ phiếu này cả. Vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi về view qua tài chính một chút và đi định giá xem cổ phiếu này nó có giá trị thực là khoảng bao nhiêu các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ đi xem qua cái báo cáo tài chính một chút ạ. À quý 3 vừa rồi, quý 3 của 2021 vừa rồi là chúng ta thấy là có lãi khoảng hơn 40 tỷ một chút, 40 tỷ và quý 3 là đâu là hơn 500 tỷ gần 600 tỷ. Vậy thì chúng ta thấy là so sánh các quý thì rõ ràng nó giảm. Và chúng ta đang thấy so với quý trước giảm rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà so sánh với cùng kỳ của năm trước thì nó tăng rất là đẹp. mươi tăng gần gấp gần là là 5 lần ạ. thì cái câu chuyện ở đây chúng ta sẽ so sánh với cùng kỳ thì đang lãi đang có lợi nhuận sau thuế là đâu đó là gấp khoảng gần 5 lần một chút. Tuy nhiên thì so sánh về quý trước thì nó đang giảm khá là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ đi cứ định giá thêm. Với cái cổ phiếu này chúng ta sẽ định giá theo PE các bạn nhé. Vậy thì hiện tại chúng ta sẽ đi định giá xem cổ phiếu này có giá trị thực là khoảng bao nhiêu. Ok, chúng ta nhập số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại đó là 678 triệu. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cần đến những cái thông tin liên quan đến vốn hóa các kiểu của các quý gần nhất này. Vốn hóa của quý 3 2021 đó là 11.460 tỷ và quý 2 đó là 9.830 tỷ tiếp nữa chúng ta nhập PE PE của quý 3 2021 đó là 9,99 quý 2 đó là 8,81 Ok sau khi các bạn nhập được cái thông tin này vào rồi chúng ta bấm xác nhận xem giá trị thực là khoảng bao nhiêu hiện tại thị giá trên thị trường giao dịch ở mức là bao nhiêu là 20.000 à, tăng lên đâu đó là khoảng bao nhiêu là 25.000 à? 25.000 xem còn tăng lên khoảng bao nhiêu phần trăm nữa Ok tính từ thời điểm này thì tăng cho đến 25.000 cổ phiếu này đâu đó còn tăng đâu đó khoảng hơn 20% một chút khá là tích cực các bạn nhé Và thì đây là một cổ phiếu mà mình thấy khá là đẹp, khá là đẹp nên là các bạn có nếu mà chưa có hàng thì chúng ta có thể tìm điểm mua với góc độ phân tích kỹ thuật làm sao mua cho nó mình không được um, không được sợ lắm đúng không ạ những cái điểm mua cho nó đẹp đẹp một chút còn nếu các bạn đang có hàng rồi theo quan điểm của mình chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ cái cổ phiếu như này về góc độ phân tích kỹ thuật đập vào mắt chúng ta ngay một cái nó đã là uptrend đẹp rồi cái vùng hỗ trợ các kiểu chúng ta đang thấy rõ ràng tiếp nữa là nhìn thấy những cái giá trị thực những cái phân tích báo cáo tài chính các kiểu chúng ta đã lướt qua chỉ cái lợi nhuận sau thuế thôi chúng ta đã thấy nó về cái trạng thái tích cực rồi định giá thì đâu đó là tăng từ từ điểm điểm này trở đi còn tăng khoảng hơn 20% một chút Đây là cái vùng mà theo quan điểm của mình khá là đẹp Vậy thì chúng ta có thể tìm điểm mua về góc độ phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu này và tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này các bạn nhé. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì vui lòng comment xuống dưới video ạ. Đây là video phân tích và định giá cổ phiếu TVN. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.